Bây giờ vậy nè, tụi mày có bao nhiêu ký tôm hùm? Tôm hùm hả? Số lượng lớn thì mình đem đi, mình đi bỏ sỉ. Bây giờ bỏ lẻ cái chi nhánh nhỏ nhà tao vậy rồi sao được? Mà tao nói nè, trời, tự nhiên rồi cái đi lấy tôm hùm ở đâu ra rồi biết nguồn gốc nó ở đâu đâu mà lấy. Không không, chị không hiểu em. Thiệt sự là em mà em cũng không muốn làm vậy, hiểu không? Nhưng mà tại nhà dưới quê anh Dũng chồng em nè, coi như là mới trúng một cái vụ tôm hùm rất là lớn. Mà hả, mấy người thương lái đó, tôi nói hả, ép giá dữ lắm. Bản thân của em thấy gì em đâu có chịu được. Em cũng muốn giúp đỡ cho bà con mình như quê phát triển này nọ, thành thử ra mới làm vậy thôi. Không, muốn vậy thì tụi mày đi kiếm nhà hàng đầu mối này kia bỏ đi. Chứ còn bây giờ cái chỗ của tao, dụ giờ ngày tao lấy một con, rồi cái đống tôm hùm tụi bay bán bao nhiêu năm cho tao mới hết. Chứ ngày giờ dụ tao bỏ 2 triệu tao lấy một con thì sao được. Biết là đi kiếm mối rồi, nhưng mà ví dụ như chị cũng vậy đúng không? Chị mua tôm đất ở đâu, ví dụ như chị mua của bà Sáu đi, làm mai mốt chị cũng mua bà Sáu hoài, nó thành là một cái mối riêng của người ta rồi, sao mà nhảy vô được. Vậy thôi giờ không mấy thiếu gì chỗ người ta không, giờ ta đăng lên mạng đi, đăng lên mạng bán đi là biết đâu bán được. Thời này bây giờ chỉ cần đăng lên mạng là có người mua à. Ừ, nói hay lắm, nói hay lắm. Không biết có làm chưa nữa mà. Dạ làm rồi. Ủa làm rồi luôn hả? Rồi. Trời đất, tao nói bữa rảnh, bữa bán được 3-4 giờ vậy còn quá rồi, đúng mày mua hết trơn. Xong cái tự nhiên cái tao post lên trên Facebook. Trời ơi, bán được 2 cái luôn. Trời ơi. Không tao luôn. Xong cái qua ngày hôm sau, cái tao like chim luôn. Chị like. Trời ơi, là mình like chim là vừa đổ vừa like, người ta thấy mình làm đồ tươi ngon cái người ta bu vô người ta mua. Người ta đặt hàng thiệt. Bây giờ tụi mày vừa bắt tôm lên vừa cầm vừa like vậy nè, có khi được. Vợ chồng mày thử đi, đâu có mất cái gì đâu. Nói nghe nè, em thấy cái này mình cũng không có mất mát gì, tại sao mình không thử, đúng không mình? Ừ, cũng đúng. Chứ bây giờ mình cũng đâu còn cách nào đâu. Bây giờ em cứ bây giờ làm liền, đăng thử lên đây, biết đâu mình bán được làm sao. Chứ bây giờ tôm nó ngợp chết vậy á, lỗ chết. Thì đó. Đúng rồi, đăng đi. Vợ về kiểm tra coi có con tôm chết chết bán ghẻ ghẻ. Bán gì ghẻ ghẻ? Bán tôm hùm. Thôi nghỉ phẻ đi chị. Trời đất ơi. Bánh xèo ơi, tôm hùm đi. Bánh xèo, tôm hùm đi. Ok, 5 thùng. Trời ơi, công nhận đợt này anh lấy quá trời luôn á, lấy quá trời, cảm ơn anh. Mà em để ý nha, lần đầu á anh lấy có 1 thùng, lần 2 lấy 2 thùng. Qua ngày hôm sau á lấy 4 thùng, hôm nay nhập 5 thùng đó. Em thích mấy người nhanh gọn lẹ vậy đó. Hai đứa biết sao không? Dạ. Tại đợt trước là mình chưa có quen biết nên là anh lấy ít. À, và thấy ăn tôm thì chất lượng nên là đợt này anh lấy nhiều hơn. Cảm ơn anh ủng hộ tụi em. Em tính tiền đợt trước mình đấy nhé. Dạ cái đợt trước của anh là 4 triệu đó, thì bây giờ là anh chỉ cần chuyển cho em cái tiền 4 triệu đợt trước thôi đó, còn cái đợt này thì cứ để đó, đợt sau cái anh gửi cho em. Cảm ơn em nha. Dạ, trời, công nhận nha, ảnh hả là coi như là hả khách hàng VIP của tụi em đó, ảnh may mắn dữ lắm. Hàng chất lượng á nên là 3 ngày nữa anh cần 1 tấn. Hay em có chuẩn bị cho anh được không? Trời ơi, được chứ sao không được. Anh muốn bao nhiêu em cũng có hết trơn á. Trời ơi, anh muốn em còn có mà. Trời đất ơi, anh muốn bao nhiêu em cũng có cho anh đó. Đúng rồi anh, dưới quê em nuôi tôm hùm mà, đợt này trúng mùa. Anh bây giờ anh muốn bao nhiêu cũng có hết trơn á. Dạ. Em để giá hữu nghị cho anh. Ok, chị mấy đứa cứ chuẩn bị đi nha, 3 ngày nữa anh nhắn. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, anh em hợp tác vui vẻ nha. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn em. Dạ. Sẵn tính 5 cái bánh xèo 100. À, chết rồi, em quên mang tiền mặt đây rồi, cho em chuyển khoản được không chị? Thì chị xài ngân hàng RBank chuyển đi em. Đọc số tài khoản cho nè. Chết cha, khác ngân hàng em rồi. Em chuyển chậm được không chị? Chuyển chậm là không phải chuyển 24/7. Là hôm nay thứ bảy, là thứ hai mới có. Mà chưa biết buổi sáng hay buổi chiều. Dạ không à. Thôi chị ơi, khó khăn với ảnh làm gì. Bây giờ vậy nè, chị cứ ghi sổ đi. Xong rồi cỡ 3 ngày sau anh tới lấy hàng đó, rồi ảnh đưa lại cho chị chứ có gì đâu. Trời, anh yên tâm đi, ảnh uy tín dữ lắm. À chị này nè, 3 ngày nữa là em xuống lấy hàng. Em dẫn theo người xuống ăn. Trời ơi, được chưa? Dạ thôi. Quán em mà đó giờ là có nguyên tắc không bán thiếu nha. Trời đất ơi, tôi đâu có cần. Tiền trao thì trao mốt. Thôi mà chị quá chị tiếc ơi. Chuyện làm ăn uy tín rồi chỉ làm với mất uy tín em hết trơn á. 100 ngàn đó em trả. Nè, anh Khôi đây á là khách VIP của em. Mà chị cứ làm vậy á, mất mặt em đây quá. Mất mặt gì? Tiền trao thì cháu mốt. Biết ông đó là ai? Trời. Bưng mấy cái thùng ra chỗ khác rồi đi cho tôi con làm ăn. Thôi em phụ anh á.
Cảm ơn anh nha, có gì tao ủng hộ tụi em nữa nha. Chào em nha. Dạ. Chào chị. Đi. Ôi cái mặt này Giang muốn xỉu luôn, nghĩ sao mà tin nó vậy trời. Ủa gì vậy chị? Đăng ơi Hương ơi, Đăng ơi Hương ơi, giải cứu Dũng Sương, giải cứu Dũng Sương các em ơi, giải cứu Dũng Sương. Chị Tuyết. À, Tôm, trời ơi chị sợ Tôm. Ô, lấy Tôm ra khỏi mặt chị đi. Xin mời chị ăn nè. Không ăn, không ăn, gặp lắm rồi em ơi. Sao vậy, có chuyện gì? Giải cứu Dũng Sương đi. Nhưng mà trời ơi, làm gì mà cần phải giải cứu? Đúng rồi. Trời ơi, vợ chồng nó bị người ta lừa. Bây giờ người ta đặt cả tấn Tôm mà không trả một đồng. Đi lẹ đi theo chị. Mà đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi. Cứ đi theo đi rồi tính sao? Nghe nè. Ủa? Sao mà dò ra được hay quá vậy? Thì ở trong đoạn camera có ghi biển số xe. Em dò thông tin thì gặp chủ xe, cho nên mới xin được thông tin của cái người thuê xe đó. À vậy hả? Ừ, cho nên là anh chị bình tĩnh đi. Bây giờ đứng ở đây đợi một xíu. Ê, hình như hắn kìa. Nó kìa, nó kìa. Ừ. Được rồi, từ từ. Để em, anh chị núp vô trong đi. Chào em. Hai anh, xin tự giới thiệu với anh. Em có một lô Tôm giá rẻ. Em nghe nói anh đang cần nhập hàng. Thì anh nhập qua ai cũng vậy, thôi anh nhập cho em đi. Đâu Tôm đẹp không? Cho anh coi thử mới lấy hàng được chứ. Anh yên tâm, Tôm nhà em bao ngon. Với lại em gói đầu cho anh luôn. Đâu cho anh coi thử, hàng tốt thì anh mới lấy chứ. Em, hàng của em chị á ngon giống như hàng của chị vậy đó, em có muốn coi không? Sao? Làm gì vậy? Mua hay không mua nói một lời. Lấy hàng xong rồi khóa máy, chặn số, thì bây giờ tụi này tới đòi nợ được không? Bằng chứng đâu mà nói tôi lấy hàng? Đây 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 đây, anh cứ bình tĩnh. Đây là giấy hàng 1 tấn Tôm anh đã viết cho tôi, bây giờ anh chối gì? Này là tôi ghi tôi lấy 1 tấn Tôm thôi mà, tôi có nợ anh 1 tấn Tôm đâu bắt tôi trả. Nếu mà anh đã nói như vậy thì tôi cũng thật lòng lấy cái này cho anh xem. Xem đi. Đoạn camera này á, hình là hình của anh, tiếng cũng là tiếng của anh. Như vậy á, tôi có đủ bằng chứng để bảo vệ thân chủ của tôi trước tòa rồi. Bên cạnh đó, tôi còn có thể kiện anh về tội lợi dụng tín nhiệm và chiếm đoạt tài sản người khác. Bây giờ sao? Có trả tiền hay là không? Trả thì trả. Làm gì căng vậy? Ai quỵt mấy người đâu? Trời ơi, không quỵt hả? Trời ơi, không quỵt mà nhận hàng xong tao nói hả, nó khóa máy luôn, nó khóa điện thoại. Rồi hả, không liên lạc được với nó luôn, vậy mà la không quỵt hả? Đúng rồi đó, bây giờ trả tiền hay là lên phường nói chuyện? Trả thì trả,